Rồi, hello, xin chào các bạn đến với kênh Mai Vàng Tiếng Châu của mình ha. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Thì video hôm nay mình chia sẻ về vấn đề là mình sẽ tưới thuốc diệt nấm rễ cho cây mai ha. Thì cái loại thuốc này cũng rất là hay, nó không thua kém gì cái thằng Ribombenzol nha các bạn ha. Hôm nay mình sẽ tưới trực tiếp cho các bạn xem tưới thuốc diệt nấm rễ thì tưới như thế nào, nó khác tưới phân nha các bạn ha. Mà thường thì các bạn sử dụng Ribombenzol này để tưới ha. Thì mình nói Ribombenzol này không phải là cái nấm nào nó cũng diệt được hết ha. Chính vì thế thì mình phải kèm theo cái thằng cốc 85 này ha. Cốc 85 này thì đây mình cũng pha sẵn cái thùng B rồi ha. Cốc 85 này thì cái liều lượng mình nói lại cho các bạn nắm rõ được ha. Thì cái gói như thế này nó có nhiều loại gói nha bạn ha. Gói nhỏ, gói lớn. Gói này thì 20 g ha, 20 g nè. Thì gói này khi mà tưới gốc thì bạn pha cho thùng B 20 lít nước hoặc 25 lít nước tưới ha. Mình pha tới 25 lít nước là. Rồi còn phun trên lá thì một gói này các bạn có thể pha bình 16 lít một phun ha. Hoặc là có thể là nếu mà đậm đặc hơn thì bạn tùy bạn chọn ha. Tại nhà khuyến cáo người ta khuyên là pha tới 40 g cho 16 lít nước, có nghĩa là khoảng 1 lít nước khoảng 2 g mấy bạn ha, khoảng 2 g rưỡi luôn ha. Thì thường phun liều đậm đặc quá thì sợ nó cháy lá ha. Đó. Thì đằng cốc 85 này tưới lên rất là hay để diệt nấm rễ các bạn ha. Thì hôm nay trời bắt đầu nắng lên và mình tưới luôn, tưới thuốc diệt nấm luôn, mình không có tưới nước. Thì đằng cốc 85 này nó ngừa cái bệnh nấm rễ rất là hay các bạn ha. Thì mình đắp mấy bằng mấy cái sơ dừa, bằng mấy cái than tổ ong này nè, mình thấy hình thành nấm ghê lắm nè ha. Đó, nên mình phải cứ tưới cốc 85. Nhưng còn các bạn là mùa mưa này, các bạn mình đã nói rồi, các bạn phải lấy cái này ra hết nha, không có được đắp vô làm gì hết á. Tại sao mình phải tưới thuốc nấm như thế này? Thì thí dụ như á, bạn tưới Ribombenzol rồi thì khoảng 10 ngày sau bạn tưới cốc 85. Thì có thể là bạn tưới 2-3 lần cốc 85 hoặc 2-3 lần Ribombenzol và 2-3 lần Ribombenzol ha, để ngừa diệt nấm. Thì thí dụ như trong quá trình chăm sóc mai thì các bạn có thể 20 ngày đến 1 tháng tưới 1 lần cho mình. Thì bạn thấy hôm nay là trời bắt đầu nắng lên, bạn thấy cây của mình nó phát triển. Thì mình nói khi mà nắng lên á, cây nó quang hợp mạnh, bộ rễ nó mới bắt được chất dinh dưỡng là phân á, thì lá nó mới bóng được các bạn ha. Còn mưa hoài nhìn cái lá nó vàng vàng tệ hại lắm bạn thấy ha. Rồi thì cái bộ rễ là nơi rất là quan trọng, vì bộ rễ là nơi mà nó nói chung là cái cây mà bộ rễ nó không khỏe mạnh á, thì đồng nghĩa với lại cái cây nó sẽ yếu và sanh nhiều bệnh tật lắm các bạn ha. Bộ rễ mình phải làm sao để bảo vệ bộ rễ này nó không có bị nấm bệnh. Đa số là cái cây mai của mình á thì thường là bị si á, mình nói khoảng trên 50% bị si rồi do nguyên nhân bị nấm rễ hết các bạn ha. Nấm rễ rất là nguy hiểm, nên chính vì thế phải sử dụng cốc 85 nè, Ribombenzol nè, kể cả vôi 98 để mà tưới các bạn ha. Rồi mình sẽ tưới cho các bạn xem. Thì đây là một mình pha gần một gói nha ha. Trong một gói mình pha 25 lít nước lần. Thì cái thùng này nó khoảng 20 lít nước. Mình pha nó như thế này là nó tương đối nó lỏng ha. Bạn nào muốn cây bạn đang bị nấm thì các bạn có thể tưới đậm đặc hơn, một gói pha 20 lít nước thôi hoặc là 15 lít nước thôi. Thì sợ tưới nhiều thì nó không tốt thôi. Thường là mình pha lỏng hơn với cái liều lượng của nhà sản xuất các bạn ha. Đó, và tưới thuốc nấm thì tưới như thế nào ha. Rồi bây giờ mình tưới cho bạn xem luôn. Thuốc nấm là nó khác với tưới phân như thế này. Ví dụ tưới phân bạn tưới xung quanh rìa như thế này nè. Mình quậy cái này tan lên ha. Tưới phân thì tại mình tưới xung quanh rìa. Nào mình giả định. Nên mình quậy lên ha. Trước khi tưới phải quậy lên hết. Rồi. Nào như chậu này á, mình tưới phân á, là mình tưới như thế này nè. Tưới xung quanh rìa chậu như thế này nè ha. Đó. Đúng chưa? Đó, mình tưới xung quanh rìa chậu như thế này nè ha. Đúng chưa các bạn ha. Còn khi mà mình tưới nấm á, thì bạn tưới luôn lên thân ha, luôn gốc rễ nữa nè, sát luôn gốc luôn nè. Mình thấy ha. Tại vì khi mà chỗ nào có chất chồng, có nấm thì mình tưới ha. Tại vì cái thằng cốc 85 này mình xịt trên lá, mình phun trên thân, trên tàn được mà các bạn ha. Tưới vô gốc luôn. Đó bạn thấy ha, tưới thuốc nấm là tưới như vậy đó. Thì cái chậu này á, là chậu 4, chậu 3 rưỡi thì bạn tưới có thể là 1 lít rưỡi, 2 lít ha. Bạn thấy tưới cái lượng nước nó nhiều hơn là tưới phân. Tưới phân chậu này bạn tưới 1 lít 2 à. Thấy chưa ha. Mà tưới thuốc thì bạn thấy nãy giờ mình tưới gần 2 lít ha. Đó. Rồi, nhưng mấy cái chậu nhỏ nhỏ này thì mình tưới chắc khoảng 1 lít các bạn.
chưa tới lít, hơn phải khoảng 0,7 lít, 0,7 lít nè. Đó. Đầu năm nữa không? Đầu năm mình tưới nè, mình thấy là tưới 1 lít, là lon này 1 lít nha các bạn ha. Mình tưới 1 lít không có xi nhê gì đâu ha. Đó. Tưới sát vô keo dạy ra gốc gốc luôn ha. À, tưới sát vô gốc nè, tưới lên lên thân luôn nè. Đó. Tưới nấm rễ là phải tưới như vậy đó các bạn ha. Đó, thấy ha. Ở bằng thấy 2 lít giờ mà nó cũng còn chưa có phủ hết được cái lượng mà nước ha. Tại vì quay vừa tưới thì tương đối là không có đều ha, mình chỉ tưới sơ khai cho bạn xem như thế nào thôi. Chút mình sẽ tưới một mình đó, nó sẽ đều hơn. Đó. Nè, như cái chậu này là chậu, bạn thấy chậu 6 ha. Khi mà tưới phân á, tưới xung quanh rìa nè ha, tưới phân thì tưới xung quanh rìa, tại vì bộ rễ nó ăn ra ngoài như thế này nè, mà tưới vô đừng có tưới vô sát gốc, tưới vô sát gốc rễ nó không ăn được phân, và mà tưới hoài thì nó sẽ thúi rễ ha. Còn tưới thuốc diệt nấm thì phải tưới là vô ra sát gốc luôn đó, lên gốc luôn, lên thân luôn ha, mình thấy ha, nó khác nhau như vậy đó, ha. Đó, phân biệt giữa thuốc tưới thuốc diệt nấm và tưới phân nha. Nhiều bạn không biết cái tưới phân tưới giống y chang như thuốc diệt nấm không được. Mà tưới sát vô gốc hoài. Tưới phân mà bạn tưới sát vô gốc hoài á thì bạn thấy 1 năm 2 năm nó không xi nhê gì đâu. Nhưng mà nhiều năm nó sẽ gây thối rễ nha bạn ha. Cái nồng độ phân trong đây nó còn tầm nằm hoài trong đây, nó không có được cây nó ăn, nên á mà tưới như vậy á thì nó sẽ làm cho cây mai của bạn á từ từ nó sẽ thối rễ, tại vì phân nó không có phân giải được á thì nó sẽ làm gây cây thối rễ ha. Lưu ý điều đó cho mình. Là chậu này chậu 5 đó nè. Chậu này thì tưới thuốc nấm thì tưới khoảng 2 lít các bạn ha. 2 lít hơn. Tưới 2 lít không xi nhê gì nữa. Thì cái thằng cốc 85 này nó rất trị nấm rất hay các bạn ha. Yên tâm về vấn đề và mà nếu mà tưới riêng mình Ridobengol mà nó không diện được hết thì phải kết hợp cốc 85 rồi vôi 98 nữa các bạn ha. Chắc có thể là khoảng 10 ngày nữa tháng nữa mình sẽ vội giải vôi 98 các bạn ha. Mùa mưa này mình không biết cái nấm rễ này nó tấn công cây mai mình nhiều lắm, nên chính vì thế là các bạn phải dùng Ridobengol cốc 85 và vôi 98 để mà ngừa và phòng bệnh diệt nấm các bạn ha. Thì bạn thấy mình có câu được cái clip có cây mai ở trồng cái đất các bạn ha. Cái cây mai hoành lớn lắm, hoành nó khoảng 70 á, mà bạn biết khi mà đào ra nó bị thúi cái một phần rễ rồi nó ăn vô cái thân luôn, thì cái cây nó coi như là mất giá trị, coi như là bỏ luôn chứ ha. Người ta có tiền không bao giờ mua những cái cây mà thúi mà rễ rồi ăn vô tới thân như vậy đâu ha. Đó. Chính vì thế thì bạn biết là phải cái nguyên nhân mà gây như vậy là do bị nấm rễ đó các bạn ha. Nấm rễ nó ăn dần dần vô làm thúi cái thân cây hay thúi rễ mình đó. Chính vì thế thì cái việc mà ngừa nấm rễ này rất là quan trọng cho cây mai các bạn ha. Tại vì bạn biết á, bộ rễ là nơi mà quyết định cái sự sinh trưởng của cây mai ha. Bộ rễ mà không khỏe rồi, không được bảo vệ, nấm bệnh rồi thì bạn thấy là cái cây mai của mình á nó sẽ si và tàn và chết dần đó. Bộ rễ nó rất là quan trọng như vậy đó các bạn ha. Đó, như chậu này cũng là chậu 4 nè ha. Tưới nó khoảng 1 lít mấy luôn các bạn, gần 2 lít luôn á. Tưới thuốc nấm là nó hao nước và hao thuốc như vậy đó. Đó. Rồi thôi mình nói chuyện với các bạn chút nữa đi, mình sẽ tưới cho nó đều hơn các bạn ha. Dù quay clip thì tưới rất là khó. Rồi, cái vấn đề ở đây mình nói với các bạn á là ngoài việc các bạn phải ngừa và phòng bệnh thì các bạn đừng ý y ha các bạn ha. Mình phải làm sao cho nó đúng, chứ mà đừng có để mà ý y có thằng Ridobengol cấp 85 này vô 98 tưới là được diệt được nấm đâu ha các bạn ha. Khi mà cái chậu của bạn mà không thoát nước tốt á, và cái chậu của bạn á, nó sinh nấm bệnh nhiều á, thì cho dù bạn có tưới Ridobengol cấp 85 này nè, nó chỉ đỡ phần nào thôi. Nên mình nói nó chỉ đỡ phần nào thôi, chứ cái chậu bạn mà bị nấm quá nhiều á, thì có nước là phải thay xả tàn đặt lá rồi nhổ lên rửa rễ thay chất trồng cho nó sạch rồi ngâm thuốc diệt nấm thì vặt mai ra, chứ còn mà nếu mà để như vậy mà tưới những cái thằng này hoài thì nó cũng không cải thiện đó các bạn ha. Bởi vì chính vì thế thì mình khuyên các bạn là làm sao làm thì phải canh nước cho tốt và
cái chất trồng của mình phải hội tụ được cái vấn đề là thông thoáng và khó hình thành nấm rễ. Thì mình nói chất trồng các bạn nên xài là xơ dừa, 3 phần xơ dừa ha, 3 phần là cát, 3 phần là đất mặt ruộng và 2 phần là cát nước ngọt, cát to và 2 phần là trấu hung đó. Thì cái mà bạn biết là trong cái thành phần chống hung là nó có tính sát khuẩn nhẹ, tại vì nó có lân, hàm lượng lân và kali và cái thằng silic ha, nó có tính sát khuẩn nhẹ. Cái thằng chống hung xài rất là tốt cho cây mai nha các bạn ha. Chứ đừng có xài cho trống thì nó mịn quá. Cho trống thì nó có hàm lượng muối nha. Bạn lưu ý điều đó, nó có natri trọng nên bạn nào xài cho trống thì phải rửa, phải ngâm sao cho nó sạch cái lượng muối đó. Quay trở lại vấn đề ha, là bạn thấy khi hổm trời mưa khỉ thì nay có nắng lên, thời tiết nắng lên thì cái thời tiết nắng lên này là thời điểm mà nó sẽ thuận tiện cho mình tưới thuốc và tưới phân. Thì mình nói luôn, nếu mà các bạn mà mới tưới phân thì không nên tưới cốc 85, tại vì nói khi mà bạn tưới những cái loại thuốc diệt nấm vô cho bộ rễ thì đương nhiên là nó có sự sát khuẩn ha. Thì khi mà bộ rễ mà nó đang có sự sát khuẩn như vậy đó, như vậy á, thì mà nó không ăn phân được, nên chính vì thế thì bạn đừng có tưới thuốc diệt nấm này pha chung với phân bón nha bạn ha, nó không tốt đó. Thì các bạn tưới thuốc diệt nấm trước đi, thì khoảng 5 ngày đến 1 tuần sau bạn mới tưới phân bón nha bạn ha, tưới phân nó thì nó hay hơn nó, chứ đừng có dồn pha chung vô hoặc là tưới chung một ngày nha các bạn ha. Lưu ý điều đó cho mình, biết rằng là trời nắng thì tưới phân rất là tốt, nhưng mà mình tưới phân nửa tháng một lần á, cho dù có trễ 5-7 ngày cũng không sao các bạn ha. Trễ nhiều, trễ khoảng nửa tháng, 1 tháng thì cái cây mình mới sợ thôi. Chứ còn mình tưới phân trễ khoảng 5 ngày đến 7 ngày không có sao đâu các bạn ha. Như tháng dầu mình tưới phân trễ tới 7 ngày luôn các bạn ha. Cái điều quan trọng là cái cây mai mà nó dẫn sung tốt, nó thiếu phân thời gian lâu dài thì bạn sợ. Chứ còn thiếu phân trong thời gian 5-7 ngày, 10 ngày nó không sao đâu các bạn ha. Lưu ý được đó cho mình. À thôi, mình kết thúc video để mình tưới phân cho nó dễ dàng ha, tưới thuốc diệt nấm cho nó dễ dàng. Bạn nào thấy video mình hay hãy cho mình một like ha. Bạn nào chưa đăng ký kênh hãy nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn chuông cho tất cả để mình ra nhiều cái video mới kịp thời kịp lúc. Và nói chung là video mình nó có nhắc đi nhắc lại, vì khi mà bạn xem một cái video á thì nếu không nhắc đi nhắc lại thì bạn sẽ quên vấn đề đó các bạn ha. Mình nhắc đi nhắc lại nhằm mục đích là các bạn cho bạn nhớ dài và hiểu rõ và hiểu lâu được cái vấn đề đó, không thể nào quên được cái vấn đề đó, những vấn đề quan trọng các bạn ha. Rồi thôi, các bạn nhớ đăng ký kênh mình ha. Rồi, hẹn gặp các bạn video tiếp theo. Chào tạm biệt các bạn.